Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, cùng với các địa phương trong thành phố Châu Đốc, phường Châu Phú A đã cơ bản chuẩn bị xong các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và sẵn sàng giao quân vào ngày 27 tháng 2, đảm bảo đúng kế hoạch. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, và cũng là một nghĩa vụ trách nhiệm cao cả của mỗi thanh niên Việt Nam. Nghĩa vụ cao quý đó đã thôi thúc thanh niên của thành phố Châu Đốc trong suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong đợt tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay, tại phường Châu Phú A có hơn 25 thanh niên trúng tuyển, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, có thanh niên Quỳnh Minh Quy đã trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ. Năm học 2022-2023, Quy thi đậu vào trường Đại học Cần Thơ với số điểm khá cao, nhưng với ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Châu Đốc, Quy quyết định tạm gác lại cánh cửa đại học, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trước khi tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, Quy đã tình nguyện tham gia lực lượng dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự phường Châu Phú A. Quá trình học tập công tác tại Ban Chỉ huy quân sự phường, Quy luôn phấn đấu rèn luyện, chấp hành tốt các quy định, chính sách pháp luật của nhà nước và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lựa chọn lên đường nhập ngũ là vì em muốn được trải nghiệm cái môi trường trong quân đội, cái kỷ luật kỷ cương trong quân đội để giúp em rèn luyện thêm bản thân. Thì và khi mà em thấy các anh bộ đội mặc một cái bộ quân phục đó, em cũng thấy rất là thích, tự hào và yêu mến, thì em cũng muốn trở thành một người chiến sĩ giống như vậy. Thì em cứ chờ đến mãi đến cái ngày hôm nay thì em cũng được hoàn thành cái ước mơ đó, là được trở thành một người chiến sĩ trong quân đội. Cháu là được trúng tuyển cũng là cũng là rất là mừng đó, chứ mà mình là cũng mừng là động viên cho con, cho nó cái tinh thần nó hăng hái là hoàn thành trách nhiệm của một người lính. Đối với thanh niên Trần Thế Phụng, ước mơ muốn được gia nhập vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, nên sau khi nghe thông tin khám tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, Phụng đã viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Em Phụng chia sẻ tham gia vào môi trường quân đội sẽ giúp em có thêm những trải nghiệm mới, được rèn luyện về mọi mặt để trưởng thành hơn và góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Sau khi em thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã đăng ký nghĩa vụ quân sự. Khi nghe kết quả trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã rất vui và tự hào cho gia đình. Là thanh niên phải có hoài bão, không ngại khó ngại khổ thực hiện nghĩa vụ quân sự, không những là niềm vinh dự tự hào mà còn là trách nhiệm để mỗi người trẻ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân trên con đường lập thân lập nghiệp. Khi vào môi trường quân sự, em sẽ gương mẫu xung phong thực hiện nhiệm vụ bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nơi đâu. Trong đợt tuyển chọn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Châu Phú A đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật và trách nhiệm của công dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, phường Châu Phú A đã chọn những công dân có sức khỏe tốt, trình độ cao, hoàn cảnh gia đình không gặp khó khăn để gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Để chuẩn bị cho ngày hội ngày 26 tháng 2 và ngày đưa quân là ngày 27 tháng 2, thì Ban Chỉ huy quân sự phường cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuẩn bị đầy đủ các cái phần quà cũng như là các cái phần khen thưởng cho các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024. Chuẩn bị tốt các cái khâu, các cái bước đưa rước công dân đến những cái địa điểm tập trung và giao quân theo đúng quy định của là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho một mùa giao quân tại phường Châu Phú A nói riêng và thành phố Châu Đốc nói chung đã hoàn tất. Với sự quan tâm động viên của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của gia đình sẽ là hậu phương vững chắc, tạo thêm động lực niềm tin để các thanh niên an tâm lên đường hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, tất cả các tân binh trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ lên đường nhập ngũ, trở thành người lính trẻ nối tiếp truyền thống cha ông, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.